Có nhiều người người ta cũng có học, mà người ta lại bất hiếu với cha mẹ, bất hòa với anh em, hoặc là vì của cải vật chất mà giành giật của cải đối với anh em, chị em. Tại vì sao? Vì người ta chỉ có học ở trường học mà người ta không được tiếp nhận giáo dục đạo đức làm người, không nghe được định luật nhân quả trong nhà Phật, nó không kết hợp được cái nền giáo dục. Từ nơi đó mà có khi ta học càng nhiều mà ta lại hư. Rồi có những thanh niên thiếu nữ lớn lên có đi học chứ, nhưng mà lại hút chích xì ke ma tí, đua xe, làm những việc mà xã hội cho rằng đó là tệ nạn xã hội. Tại sao có học mà vẫn như vậy? Vì sao? Vì không nghe được giáo dục, không được nghe trong nhà Phật dạy về định luật nhân quả. Rồi cũng có học mà bất hiếu với cha mẹ, bất hòa với anh em, rồi nói lời giả dối, lường gạt người khác. Tại vì sao? Vì không nghe định luật nhân quả. Nên tất cả các con mà được cái nhân duyên mỗi tuần thứ bảy mà chúng ta được học tập gì đặc biệt lắm. Và các con đi về đây á, là các con tu phước tu duyên rất là lớn. Tại vì sao? Đây là một cái đại chúng. Mà khi nói chuyện gì có quay phim, nhiều người được coi nữa chứ, trực tiếp nhiều người coi, thì người ta thấy các con ngồi học tập như vậy và người ta thích muốn gì ở đây. Đó là cái duyên của mình dẫn dắt người ta đến chỗ tốt, là có phước, có duyên rồi đó. Rồi mình về chùa mình được nghe về nền giáo dục, mình được ăn cơm chay. Có nghĩa là nó gieo cái chủng tử cho các con từ khi còn nhỏ là gần với ngôi Tam Bảo. Có nghĩa là ruộng phước điền Tam Bảo là lớn nhất. Nên còn nhỏ mà được gần gũi ngôi Tam Bảo, đây là phước duyên rất là lớn. Nên những đức mong rằng là nhiều chùa quý thầy có thể đem nền giáo dục để dạy cho các cháu. Nhưng mà theo những đức thấy rằng nền giáo dục mà dạy các cháu và xã hội hiện tại này, mà cái cách giáo dục đơn giản nhất, đơn thường nhất, phải làm sao phù hợp vào nhân sinh. Đừng lên lấy những cái văn tự xa xưa nữa. Chúng ta có thể học sách văn tự xa xưa, nhưng cái cách mà lược giảng thì phải làm sao gần gũi. Lấy văn tự Việt Nam, lấy văn tự mà xác thực áp dụng gần gũi nhất cho nhân sinh nghe. Chứ đừng có lấy những cái mà nó hơi cao siêu. Thì các cháu dù có nghe, dù có rèn các cháu làm không được. Và nó thấy nó sợ nền giáo dục. Tại vì sao? Vì nó bị buộc ràng quá nặng nề. Phải nhớ. Nên cái bài học tập của chúng ta hôm nay học tập đó là mỗi một con người đến với thế gian này, chúng ta được quyền nỗ lực, không nên bị áp lực. Nhớ, mỗi một con người sống trong cuộc đời này, bất cứ một việc thiện, việc tốt nào, hay là một cái việc gì các con đang làm, thì phải nỗ lực. Nỗ lực hết lòng, nhưng đừng nên vì cái sự việc nỗ lực mà trở thành áp lực. Nếu như cuộc đời chúng ta mà bị áp lực thì không có một sự nỗ lực nào chúng ta thành công. Dù có thành công được sự việc đó thì cũng chúng ta cũng lãnh một cái sự khổ đau nặng nề. Vậy thì sự nỗ lực để cho chúng ta sự nặng nề đó, vậy thì có kết quả gì? Cuộc đời con người đặc biệt nhất là chúng ta mỗi ngày có nụ cười. Nhưng nếu chúng ta bị áp lực, làm sao chúng ta có nụ cười đây? Thí dụ như trong gia đình mình, chuyện cha mẹ không hạnh phúc, chuyện anh em bất hòa, gia đình lộn xộn lu bu, gia đình nghèo nàn, rồi cha mẹ mình ly dị, rồi em đi theo cha, còn anh đi theo mẹ gì đó, nó phân tách ra. Dù là sự việc như vậy cũng là của người lớn. Còn chúng ta càng ngày càng lớn lên, trưởng thành, không phải vì những sự việc đó làm cho chúng ta bị áp lực, mà chúng ta phải nhìn nhận người lớn những sự việc đó, để đời chúng ta phải có một cái lập trình mới lại. Như vậy thì con người đó mới là con người có góc độ. Chứ không phải vì những sự việc của người lớn mà ta là con nít lại bị áp lực nặng nề, buồn chán, bỏ học, không muốn hướng đến chỗ tốt đẹp nữa. Vậy thì mình thất bại hoàn toàn. Nên người xưa có nói một câu nói rằng ba người cùng đi chung, ta chướng giữa, hai người hai bên đều là thầy mình. Một bên sai ác, một bên thì người là đúng đắn. Chúng ta vẫn học tập được. Nhìn người sai, chúng ta xem lại những cái việc của mình có sai không sửa. Nhìn người làm đúng thì coi lại mình có cái đúng đó hay không để học.
Vậy thì hai người hai bên đều là thầy chúng ta để dạy chúng ta được tốt. Nên tất cả các con phải nhớ rằng cuộc đời con người đừng bao giờ tạo ra một cái áp lực gì cho chúng ta phải nặng nề cả. Nếu như chúng ta có một cái áp lực nặng nề thì không bao giờ sở học của các con phát triển được. Thí dụ như chúng ta sắp sửa đi thi, chúng ta trong lòng bị nặng nề áp lực rằng sắp sửa thi rồi nặng nề quá, thì các con phải nhớ rằng đây gọi là áp lực. Khi áp lực mà nặng nề như vậy, phần nhiều các con thi, dù có thi đậu đi chăng nữa các con cũng không được đạt đến cái điểm cao đâu. Tại vì các con bị áp lực. Một con người đang học bài mà áp lực sao học mau thuộc được. Một con người học bài là phải học làm sao tâm trạng phải thoải mái, tâm trạng phải vui tươi, thì cái bộ não của mình nó mới sáng suốt và cái học bài của mình nó mới mau thuộc được. Có những cái bây giờ Nhân Đức thấy rằng là Nhân Đức chỉ cần nhìn qua, đọc qua là Nhân Đức sẽ nhớ rất là nhiều. Hoặc là những cái việc xa xưa vô cùng Nhân Đức cũng đều hoàn toàn cần nhớ là nó sẽ nhớ lại hết. Tại vì sao? Vì thường ngày Nhân Đức sống không bao giờ tạo ra cho mình một cái áp lực. Vì khi mình bị áp lực thì tất cả những sự việc xung quanh đều bị áp lực hết. Các con nhớ nghe, khi mình bị áp lực nặng nề là tất cả những người bên cạnh mình đều bị ảnh hưởng vì tại ngay mình hết. Thí dụ như cái việc đáng nguy hiểm nhất là người làm cha làm mẹ trong nhà mà bị áp lực. Người làm cha làm mẹ trong nhà mà bị áp lực thì kể như gia đình này không có mùa xuân. Tại vì sao? Họ làm ảnh hưởng hết tất cả những thành viên trong gia đình, nặng nề vô cùng. Nghèo không đáng sợ, bệnh chưa phải đáng sợ, sợ nhất là bị áp lực gia đình. Nhớ nghe. Nên cả đời của các con, thí dụ như cha mẹ nói chuyện với mình nói rằng: con ơi, cha mẹ làm cực vô cùng, làm ra đồng tiền này khó khăn lắm con à. Bây giờ cha mẹ bỏ tiền này ra cho con đi học, con phải cố gắng con học làm sao để sau này con có thể làm được những việc gì đó để mà con lo cho gia đình này, hoặc là tương lai cuộc đời con à. Đời của cha mẹ quá khổ rồi, con phải cố gắng. Mình nghe như vậy điều này là tốt, mình sẽ cố gắng, gọi là nỗ lực. Nhưng không phải vì những sự việc đó mà chúng ta bị áp lực. Lỡ chúng ta đã cố gắng hết mình rồi mà nó không đạt như thành tích mong muốn, vậy thì chúng ta cũng vô cùng thoải mái. Vì sao? Vì chúng ta đã nỗ lực hết mình, nhưng sự việc nó chỉ đến được như vậy thôi. Thì chúng ta phải sống làm sao cho nó đặc biệt. Chứ nếu như bây giờ nó cố gắng, nó bị áp lực mà nó cố gắng mà cuối cùng nó thi rớt, nó không dám về nhà, nó trốn luôn, vậy đó là bị áp lực. Nên tất cả các cháu, các con phải nhớ rằng cái bài học tập này, cả cuộc đời phải nhớ rằng được quyền nỗ lực, không nên bị áp lực. Nhớ. Nên Nhân Đức nói rằng là tất cả các cháu cần được nghe giáo dục, nhưng phải gần xác thực nhất trong cuộc đời luôn. Xác thực nhất. Thí dụ như bây giờ con người ta chỉ cần gặp mà biết chào tiếng. Thí dụ như đi vô chùa gặp quý thầy, những người xuất gia hay các cụ ở trong chùa. Chúng ta đi vô chùa phần nhiều, thí dụ như các con gặp người các con biết chào hỏi. Thí dụ như bây giờ chắp tay A Di Đà Phật, cúi đầu là được rồi. Còn thí dụ như các con ở ngoài đời thì các con gặp cô chú gì mợ gì đó, anh em gì đó, thì các con có thể gặp những người lớn các con tiện lợi thì khoanh tay cúi đầu. Còn nếu như đi xe ngoài đường hay đi bộ gì thì gặp: dạ con chào cô, dạ con chào chú, chào bác, chào mợ, chào dì, em chào anh hay anh chào em, một tiếng chào cao mâm cổ. Có nghĩa là cái đây là cái văn tự Việt Nam gần nhất rồi, không nên quá cao xa gì. Không nên nói rằng bây giờ phải chào làm sao để cúi đầu năm vóc sáng đất, không nên làm điều đó. Vì trong cái xã hội bây giờ làm điều đó thấy lạ quá, nó phù hợp. Có thể đi vô trong chùa thì làm được, nhưng mà ngoài xã hội thì chỉ cần hỏi được một tiếng. Hoặc là các con đi học về gặp người ta lạ đến thăm cha mẹ hay người thân hay bà con hay là bạn bè của cha mẹ hay là của anh chị em vậy đó, thì các con cũng có thể chào một tiếng. Gặp người lớn tuổi khoanh tay cúi đầu, còn gặp người trẻ tuổi chào một tiếng: chào anh, chào em. Có nghĩa là lời chào đơn giản đó cũng là lễ phép rồi. Có nghĩa là các cháu làm được như vậy cũng đã là quá tốt rồi, không nên nói những chuyện cao xa nữa. Thí dụ như bây giờ lỡ cha mẹ bệnh đau đi, tắm rửa không được, thì chúng ta phận làm con mình lau mình cho cha mẹ. Việc này cũng có thể được, vì cha mẹ bệnh đau đến cái mức mà không lo được cho bản thân thì mình lau mình cho cha mẹ thì được. Hoặc là cha mẹ bệnh đau, các con hỏi thăm cha mẹ một tiếng: mẹ bệnh sao rồi, khỏe không mẹ,
mẹ uống thuốc chưa, mình đi học gì, mình hỏi tiếng Việt này rất là đơn giản, rất là văn tự Việt Nam đơn giản luôn, dễ nhất. Còn cái chuyện mà chúng ta mỗi ngày mà cha mẹ còn khỏe mà đi rửa chân rửa cẳng thì việc này những đứa cũng dám dạy các con, vì chính bản thân những đứa cũng làm không được nữa sao dạy. Bản thân mình làm cũng không được luôn nữa, mỗi ngày sao mà rửa chân rửa cẳng, mà rửa chân rửa cẳng thì cha mẹ cũng không cho rửa nữa, coi sao mà được. Xã hội bây giờ mà bắt đi rửa chân rửa cẳng mỗi ngày chắc là xã hội mọi người người ta nói ông bà già này đúng là cái thứ ác độc, đày đọ con cái gì mà dữ dằn, đúng thấy không? Có nghĩa là quý vị phải làm sao nhìn nhận cái xã hội bây giờ mà nó được một cái lời chào cũng là may mắn rồi. Rồi con cái có thể quan tâm cho cha mẹ, mình nghĩ đến cha mẹ, những gì cha mẹ la gầy mình, các con đừng có sụ mặt sụ mày hoặc là dậm chân dậm cẳng. Có nghĩa là nó làm được như vậy là cũng được rồi, la gầy tới thì mình nên xem lại để mình sửa đổi lỗi lầm. Còn nếu như cha mẹ mà la đến mình mà dậm chân dậm cẳng, cái mặt sụ xuống như cái mền cái mùng thì xem lại. Thấy không? Thí dụ như mấy đứa con gái đi, mẹ cha mà nói đến cái mặt như cái mền thì bây giờ nghe những đứa nói thì đừng có gì nữa. Thí dụ như bây giờ trong đây đi có cháu nào đi, các con thường bấm điện thoại đi, mẹ hay cha gì kêu tới, con ơi, Lan ơi, bấm Lan, cứ bấm hoài, Lan ơi Lan, cái gì? Sai rồi đó nghe, cái đó là nó là không có lễ phép rồi đó. Có nghĩa là cái điều này các con điều chỉnh được, sửa được đó. Cái việc này những đức nói các con sửa được mà. Có nghĩa là cha mẹ vừa gọi đến mình, cha mẹ gọi trả lời ngay, thì bây giờ cha mẹ vừa gọi mình trả lời liền, Lan ơi, dạ, lỡ phụ mẹ cha này coi con, rồi để chiếc điện thoại xuống lỡ phụ liền, chứ không có đợi cho cha mẹ kêu thêm 3-4 tiếng rồi bắt đầu tức quá cái gì. Vậy là không có được đó nghe. Nó có nghĩa là cái này những điều những đức nói các con có thể làm được, và những đức cũng làm được luôn. Thì cái điều này những đức dạy các con, tại vì những đức nhìn vào cái việc chúng ta làm được thì những đức hướng dẫn các con. Còn những cái mà chúng ta nhắm mình làm nó được thì phan đi từ từ, lót cái nền móng từ từ rồi tiến lên. Nên những đức nói rằng là cái lớp học này nó rất là hay, nên những đức nói với lương tâm mình là nhất định những đức sẽ mở lại cái lớp học này, không có bỏ cuộc đâu. Bây giờ các con chịu khó trong cái thời điểm này nghe, chùa chúng ta xây dựng bây giờ trong vòng thời gian ngắn nhất, bữa nay là cái lầu trên của cái nhà ăn đó là nó lớn dữ lắm mà nó sơn rồi đó, chắc nó không bao lâu là xong rồi các con. Thì cái chỗ đó chắc các con ngồi chắc được khoảng cỡ 700-800 người là giá chót luôn, tại nó lớn quá, nó rộng lắm mà sơn phết đẹp lắm, những đức bắt đèn bắt quạt nhiều lắm luôn, vì tương lai những đức nghĩ là ở đó những đức mở cái lớp đạo làm con mà dùng cái nhà ăn ở trên lầu luôn để mà thứ bảy cho các cháu được học tập cái lớp đạo làm con. Nên bây giờ các con chịu khó ngồi tùm lum tùm la, nhưng mà cái lớp học tập bây giờ nó đặc biệt là ngay chỗ này, là các con được niệm Phật và được lễ Phật 15 phút cuối cùng và xong chúng ta phóng sanh. Có nghĩa là cái cách học tập chúng ta là phải áp dụng pháp môn tịnh độ vào luôn. Con nít từ khi còn nhỏ phải niệm Phật luôn. Những đức tin 100% đứa con nít nào từ khi còn nhỏ mà niệm Phật là đứa con nít này không bao giờ bất hiếu với cha mẹ luôn. Và những đứa cứ nhắm hoài ba cái gốc này cho các con nhớ này nghe. Một là nhất định các con phải tập là gương mặt tươi vui. Nhớ nghe, đứa bé nào mà tập cười là đứa bé này học giỏi, chắc chắn với các con luôn. Đây á, là những đứa gặp một cái anh này nghe các con. Cái anh này á, là ngày xưa với những đức á, giống như vừa bạn mà vừa cũng như là anh, mà vừa cũng là chủ luôn. Thì các con biết rằng á, ảnh dạy con ảnh nha. Mà đứa con gái ảnh á, là các con biết là nó thi đậu vào một cái trường mà nó được học bổng là 5 tỷ. Mà ở miền Nam chúng ta chỉ được có mình nó, ở miền Bắc được hai đứa là đi học bên Mỹ các con, được học bổng 5 tỷ. Thì các con biết rằng là ảnh nói rằng, thầy biết rằng khi con của tôi mà chuẩn bị đi thi thì cái điều mà tôi làm cho con tôi không phải áp lực, mà là tôi kể chuyện vui cho con tôi vui, tôi làm sao tâm trạng con tôi thoải mái nhất. Nhưng mà lúc nào nó thi thì cũng là thi đến điểm cao nhất. Có nghĩa là ảnh luôn luôn tạo một cái tâm trạng cho con anh thoải mái, chứ không bao giờ đưa cho tâm trạng con anh bị nặng nề. Và đặc biệt là đứa bé gái này nghe, là nó thương niệm Phật.
Nó cứ thường niệm Phật. Từ khi còn nhỏ là nó thích nằm ngủ là để máy niệm Phật suốt luôn, đứa bé nhỏ này á. Và tới lớn lên luôn, và như Đức hỏi ảnh là đứa bé này có ăn diện nhiều như những đứa bé gái khác không anh? Anh nói là không. Đứa bé này nó rất tự nhiên, nó không có ăn diện nhiều như những đứa bé khác. Thì rõ ràng nó học giỏi. Mà ở miền Nam chúng ta được một mình nó, ghê không? Học quá giỏi luôn đó các con à. Từ nơi đó thì rõ ràng là cái tâm trạng vui á, là con người sẽ thông minh, gọi là không bị áp lực, và con người thường thoải mái nhất là con nít. Con nít mà tâm trạng nó nặng nề, tội nghiệp nó. Con nít mà tâm trạng nó quá nặng nề thì làm cho nó bị già, nó già trước tuổi. Con nít là nó phải có cái tuổi hồn nhiên. Nên bây giờ cái lớp học của chúng ta là các con thứ bảy, các con có thể sắp xếp làm sao mà các con được đến một khoảng cỡ 6 giờ mấy, 5 giờ mấy, 6 giờ các con được đến thì thích quá. Thật sự các con được vui chơi ở trong chùa. Nào là chạy xe đạp, nào là bạn bè được gặp nhau, mỗi tuần các con được gặp nhau. Và cha mẹ các cháu được đi về chùa để gia đình được sum họp tại chùa, ngồi ăn cơm cùng bên nhau, ăn cơm chay đàng hoàng luôn. Có nghĩa là đây là một cái lớp học gia đình đặc biệt. Những Đức nói rằng vợ chồng con nên đi đến đây để làm chi? Để tạo ra một gia đình hạnh phúc. Những Đức nói rằng nếu như cuộc đời con người chúng ta mà cứ mãi vì danh lợi mà quên đi sự hạnh phúc của gia đình thì đây là sự mất mát vô cùng lớn lao. Dù là kiếm được nhiều tiền nhưng chúng ta đã mất đi cái sự hạnh phúc gia đình. Như vậy thì kể như chúng ta là công giả tràng, không được cái gì cả. Quý vị biết rằng là rất là nhiều người, người ta vì vật chất gia đình mà cuối cùng người ta mất đi hạnh phúc gia đình. Và khi mất đi hạnh phúc gia đình vậy thì tiền bạc nhiều cũng uổng công vô ích, không có được cái gì cả. Nên cái chuyện bổ túc cho hạnh phúc gia đình để có sự nghiệp là nguyên lý nó rất đúng đắn. Có nghĩa là từ hạnh phúc rồi mới có sự nghiệp. Các con mới nhớ, từ hạnh phúc có sự nghiệp. Chứ không phải là từ sự nghiệp mới có hạnh phúc. Đa phần con người bây giờ là từ sự nghiệp mới có hạnh phúc. Sai rồi, không phải. Từ hạnh phúc mới có sự nghiệp. Đây là 100% chùa của chúng ta áp dụng. Chùa chúng ta rất là chú trọng nụ cười. Sáng nào ăn cơm xong những đứa cũng muốn làm sao để mà mình nói chuyện vài câu cho người trong chùa mình được cười. Thì sáng nào phần nhiều chùa mình bèo bèo cũng cười được 10 câu là giả chót. 10 câu có nghĩa là 10 nụ cười là họ cười được. Còn bây giờ những đức còn chỉ thêm cái nữa là tất cả các con ở nhà không có được cơ hội này. Thì sáng nào ngủ thức dậy trước khi các con học bài, các con đi rửa mặt chải đầu xong đâu vào đó hết nghe. Thì các con bước vào nhà vệ sinh hay là cái phòng các con riêng biệt, các con nhìn vào gương các con đứng các con cười 10 lần. Các con tập đi, cái này rất là hay mà cái này rất khoa học luôn. Nó không phải tự những đức nghĩ ra mà những đức đã từng nghĩ ra, mà bây giờ những đức mới gặp cái anh này. Ảnh nói rằng là ảnh đã nghe những cái người, những bậc mà gọi là học giả mà người ta đã giảng, người ta nói nụ cười cực kỳ quan trọng của buổi sáng. Thì khi mà những đức nghe anh này nói, những đức nói rằng vậy là mình nghĩ nó đúng rồi. Thí dụ như bây giờ đơn giản, tại sao một ngày những đức có thể giảng pháp 6-7 lần được các con? Chỉ đúng có một cái, thí dụ nè. Thí dụ những đứa gặp một người nào đó, những đứa cười một cái là những đứa sẽ giảng được liền. Cười một cái là giảng được liền. Vì sao? Cười là có duyên. Mà có duyên thì mới giảng được. Còn khi các con gặp ai đó mà các con cái mặt các con thì bắt đầu các con không giảng được. Vì các con vừa úp mặt xuống một cái là bắt đầu giữa con với người ta nó bị phản cách và không có duyên. Mà đã là không có duyên thì người ta không bao giờ nghe các con đâu. Nên nụ cười người ta nghe. Mà nụ cười nó có thể phát triển được tần số giữa mình với họ. Khi tần số giữa mình với họ mà giao kết được vậy thì mình nói chuyện nó lưu rít từng câu từng chữ rõ ràng luôn. Tại vì sao? Vì có nụ cười có duyên. Nên các con phải nhớ rằng cái nụ cười cực kỳ quan trọng. Mỗi buổi sáng ngủ thức dậy nhất định phải cười trước rồi mới đi học bài. Tập đi. Mỗi đứa phải cười, cha mẹ cũng cười. Cứ là nhìn vô tấm gương, những đứa cũng làm vậy, những đứa dạy các con vậy đó. Có nghĩa là nhìn vô tấm gương ban đầu cười cũng chưa phải là thoải mái quá đâu, nhưng phải tập. Thí dụ như 1 2 3 4 5 không, các con thấy càng ngày nó càng lên không? Nhưng ban đầu thì đừng có đến cái số 5 nghe. Ban đầu có là số 1 là có nghĩa là rô đai, con hiểu không? Rô đai. Thấy chưa? Nó lên liền mà nó lên mà nó càng lên nghe. Thì các con biết rằng ngủ nguyên một đêm mà cười 10 nụ cười thôi
thì tức khắc cái mặt nó không còn khờ nữa. Mặt không khờ luôn. Còn nếu như mắt mình vẫn còn bụp thì chưa phải đi học bài, thì phải làm sao? Có nghĩa là tập thể dục cặp mắt lại. Tại vì nguyên một đêm ngủ là cặp mắt mình á, nó nằm im, nó nhắm lại. Bây giờ chúng ta phải hoạt động cặp mắt lại thì cặp mắt mình nó sẽ sáng. Mỗi buổi sáng sớm là phải quạt bát cặp mắt, giống như chiếc xe mà để cả đêm, sáng muốn chạy là phải bật vài lần để cho xong máy. Thì cặp mắt này muốn sáng thức dậy đi làm việc liền thì cặp mắt này trước nhất phải hoạt động rồi mới đi làm việc cặp mắt. Vậy thì cặp mắt các con rất là sáng, có nghĩa là sáng sớm cười 10 nụ cười cặp mắt vẫn còn bụp đúng không? Cái chớ cặp mắt mà trong miệng cứ ai với đạo Phật, ai với đạo Phật theo nó, và tức khắc các con sẽ thấy cái lợi ích khi đi học bài. Học bài mau thuộc vô cùng, mà trạng thái buổi sáng quá tuyệt vời. Có nghĩa là khi cái trạng thái thoải mái rồi á thì các con học bài cực kỳ mau thuộc luôn. Còn nếu như mà cái tâm trạng mà khi ngủ thức dậy mà gọi là cái mặt thì khờ khờ mà ngồi gì nè, người mẹ cha kêu thức dậy đi con, ngồi dậy liền đi, đi học đi học bài liền kia, mà cứ ngồi vậy rồi sơ vô cái đứng vậy không xếp mền mùng gì, cái đầu đi rửa mặt mày tóc tai bùm sùm, cái bắt đầu là trạng thái nặng nề vô cùng vô học bài. Học bài sao thủ? Học bài nó buồn ngủ sao thủ? Trước nhất phải giải quyết cái chuyện là tỉnh táo này nè. Dù là thời gian chúng ta bỏ ra được một phần nào luôn, nhưng mà khi rút lại thời gian là học bài cực kỳ mau thuộc luôn. Tại vì nó tỉnh táo, đầu óc nó sáng suốt, nó tỉnh hoàn toàn rồi, học nó tiếp thu rất là nhanh. Đó là cái anh đó dạy con ảnh mà cái cách mà không bao giờ áp lực cho con luôn. Con thoải mái nhất luôn, quý vị nhớ nè. Bây giờ mình vì sự nghiệp của con mà tạo áp lực cho con, để cho con bị điên cuồng, thì quý vị đây thấy là cái quá hại không? Rất là nhiều người trong cuộc đời này, quý vị phải biết rằng tuy mình nghĩ cho con sự nghiệp về sau, nhưng quý vị đã tạo áp lực cho con quá lớn trong cuộc đời. Sau này con tiếp tục dù có sự nghiệp cũng tạo áp lực cho con của nó, không bao giờ có được mùi xuân của cuộc đời. Vì thế tiêu rồi. Con người sống nó phải có mùi xuân chứ. Con người sống mới có nụ cười, có niềm vui, thì con người này mới là thật sự sống có ý nghĩa. Đây mới là con người biết sống. Thì phải nhớ nghe. Có rất là nhiều người, người ta làm cực vô cùng nhưng người ta bị tiêu cực. Người ta dùng tiền để người ta đi mua vui cách này cách kia, người ta đi ăn chơi, thì đây không phải là một cái lối sống tích cực, mà vẫn gọi là sống tiêu cực. Tại vì họ có tiền mà họ dùng tiền đi ăn chơi hư hỏng, thì đây gọi là một cái lối sống tiêu cực. Còn nếu như mình là người nghe đạo, sống tốt đẹp, niềm vui bắt nguồn từ khi biết trong cuộc đời này, từ khi còn nhỏ đã bắt nguồn niềm vui và bắt nguồn mùa xuân từ khi còn nhỏ luôn, và lớn lên con người này sẽ có mùa xuân tràn đầy. Nhớ nghe, những đức dạy các con là dạy cái gì? Dạy mùa xuân từ bây giờ, chứ không phải là 20 năm sau hay 30 năm sau để có sự nghiệp mới có mùa xuân. Không phải. Nếu như từ đây cho tới vài chục năm sau có sự nghiệp mới có nụ cười, có mùa xuân, vậy lúc đó nụ cười gì phải không? Nụ cười y ngang con khỉ bạc má vậy đó. Gặp người một cái là sao? Giống như là ngoài xã hội mà khi đi làm không có niềm vui nội tâm á, gặp nhau xã giao á con, buổi sáng vừa gặp nhau chào anh rồi xong, giống như hoa nở vội tàn vậy đó. Còn nụ cười của mình là nụ cười gì? Phát từ tâm, sức phát từ tâm ra. Thấy chưa? Nó phát sức từ tâm, rõ ràng là cái cảm giác khi mà các con vui gì rồi, tự nhiên khi nụ cười cười xong nghe, cái mặt vẫn vui. Tiếp tục cái mặt vẫn vui. Nhưng một con người tâm trạng buồn khi họ cười xã giao thì họ chỉ làm mỉm môi, xong họ trở lại trạng thái một gương mặt âu sầu. Chúng ta đừng nên bị trạng thái này. Mà muốn được cái niềm vui tuyệt vời như mùa xuân, lúc nào người ta gặp mình cũng có mùa xuân. Các con nhớ nè, một con người mà luôn luôn có mùa xuân thì ai cũng thích gặp mình. Mà ai cũng thích gặp mình thì con người mình nhất định là thành đạt. Còn nếu như một con người mà ai cũng không thích gặp mình, vậy sao mình thành đạt? Thí dụ như bây giờ, nếu như một con người mà ai cũng thích gặp họ, thì khi đi làm công ty xí nghiệp, họ là một con người có thể đi ký hợp đồng, hay là họ có thể đi xã giao công việc lớn quan trọng, hoặc là giám đốc đi đâu cũng dẫn họ theo, vì họ là một con người tươi mát vui vẻ, một con người lịch thiệp, một con người luôn luôn có mùi xuân. Mà ai nặng nề cũng tìm mình vì mình là con người có mùi xuân. Nên các con phải tập từ khi còn nhỏ là một con người biết cười. Dù là một gia đình như thế nào, nghèo khổ như thế nào, nhưng niềm vui của một con người nó không bao giờ tránh né bất cứ một con người nghèo nàn hay bệnh hoạn.
Mà vui vẻ là do chính chúng ta có được và tập ra mình có được niềm vui trong cuộc đời này. Thí dụ như bây giờ cuộc đời của người mình đã mất mẹ mất cha sớm, bị bỏ rơi không ai nuôi, mình bị một sự cố gì trong cuộc đời, bị một sự việc gì chấn động tư tưởng tâm mình. Bây giờ các con nghe được một bài giảng này, các con phải tập lại hoàn toàn lối sống đó. Không thể nào để mình tiếp tục tiêu cực nữa. Có nghĩa là những đứa đã hiểu được một cái nguyên lý để lập sự nghiệp trong cuộc đời rồi. Mà cái nguyên lý này nó không phải cao xa, mà cái nguyên lý này nó gần sát chúng ta luôn. Đó là gì? Nụ cười. Một trăm phần trăm luôn. Các con biết rằng những đứa có thể nuôi 1.200 người hay là 2.000 người đều là toàn là do ngay những đứa thường cười. Các con có để ý, những đứa đi một mình cũng thường tập cười luôn. Ngồi trên xe, chạy xe cũng cười hoài. Không cười cũng phải bắt mày cười. Phải cười con. Nghĩa là như thế nào phải tập. Các con biết rằng miệng những đức là không có duyên nghe, nhưng mà cười giết rồi nói chuyện có duyên luôn. Các con thấy cái miệng những đức đâu có duyên, nó xấu hô mà sao có duyên được, đúng không? Đúng không? Có nghĩa là những đức không có một cái gì đẹp cả, chỉ đúng được một cái chỗ là liễn được nụ cười. Và con người có trạng thái của nội tâm, tâm trạng thường vui nên năng lượng tràn trề. Có nghĩa là năng lượng nó tràn đến người khác luôn. Có nghĩa là người ta gặp mình là có năng lượng. Tại vì sao? Vì bản thân mình quá dư năng lượng rồi. Mà năng lượng nó phát xuất từ đâu? Niềm vui, an tâm. Làm bao nhiêu việc không bao giờ bị áp lực luôn. Thí dụ như bây giờ những đức nói tôi lễ 1.500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm hay 2.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, những đức không bao giờ tạo cho mình một cái áp lực. Nếu như con lại được 1.000 lại mà con nằm tại chỗ thì viên mãn. Nếu con lại được 1.500 danh hiệu mà xong rồi hết trơn thì cũng viên mãn. Nếu như con nói 2.000 lại mà con lại được 1.500 danh hiệu mà con lết hết nổi rồi thì 500 danh hiệu kia con bật máy cho người ta lại thì cũng viên mãn. Có nghĩa là chưa bao giờ bị áp lực, như vậy thì sẽ thành công. Chúng ta dạy gì để tạo áp lực cho mình? Làm việc thiện đi chăng nữa, chúng sanh có phước mình có duyên thì được. Còn nếu như bây giờ mà mình bị tạo áp lực cho mình vậy là khổ quá. Nên hôm nay học tập á, những đứa kêu mấy cô mua bánh kem cắt cho các con ăn. Xong cái những đứa nghỉ bữa nay chừng trăm mấy chục người thôi, nên những đứa kêu mua bánh kem khoảng trăm mấy chục người. Xong cái chút những đứa đi, những đứa thấy ngồi đông quá thì khoảng gần 300 bữa nay. Thì các con biết rằng những đứa kêu cô Như chạy ngoài mua bánh kem liền. Xong rồi cô đi ngoài ngoài mua cô cắt. Xong những đứa kêu mua thêm mỗi đứa một hũ sữa chua nữa. Nghĩa là ăn bánh kem và sữa chua cho nó vui vui một chút ha. Nghĩa là tuy là nó có một chút xíu đồ ăn thôi các con, nó không có bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà đây là cái tình người nó quan trọng. Tại vì những đức suy nghĩ rằng là cuộc đời con người, chúng ta đến gặp một con người đó là một nhân duyên. Nên mỗi một cháu mà ngồi trong đây, những đức mong rằng các con nên có một cái tâm thương người. Vì thương người như thể thương thân mà. Bản thân mỗi người chúng ta ai cũng mong muốn mình được thương cả. Nếu mình không thương người thì ai thương mình đấy? Bây giờ các con nghĩ đi, bây giờ nhiều người thương những đức là do những đức thương người ta, mà thương thật lòng nghe, thương không có dụng ý nghe. Nên những đức từng nói rằng là chùa mình là điểm nương tựa, có nghĩa là chỗ bình an trở về. Nên những đức thường nói với mấy đứa gái với thằng trai rằng các con nghe được giáo dục, nghe được Phật pháp rồi, sau này cuộc đời các con có những sự bế tắc gì trong cuộc đời là điểm nương về, trở về của các con. Hay mấy nhỏ gái này lớn lên đi có chồng, sau này khổ đau trong cuộc đời, có những đứa khổ đi, các con vẫn có điểm nương tựa trở về, đó là Phật pháp. Nên từ khi còn nhỏ mình gieo cho các cháu biết Phật pháp, và mình tập cho các cháu là có niềm vui và có nụ cười, và tập cho các cháu luôn luôn nghĩ vì người khác, thương người như thể thương thân. Tập như vậy, cái tâm trạng con người các con mà như vậy, đố mà cuộc đời có con khổ đó. Cái khổ của con người là con người ích kỷ thôi. Cái khổ chỉ ngay con người ích kỷ mới khổ. Không bao giờ mà con người tâm lượng lớn mà khổ bao giờ cả. Dù nghèo cũng không khổ nữa. Một con người tâm lượng lớn họ nghèo, tướng cũng không nghèo. Một con người mà giàu mà tâm lượng hẹp hòi, giàu nhưng tướng nghèo. 100% luôn. Nên các con bây giờ các con phải làm sao có một cái tướng giàu, là cái tướng phóng khoáng, cái tướng tự tại, cái tướng vui vẻ. Phải chuyển cái tướng nghèo. Dù là mình không giàu nhưng có cái tướng giàu. Gặp mình là phóng khoáng, gặp mình là thoải mái, gặp mình là tự tại, mình không cần phải than thở gì cả. Các con nhớ nghe,
Nghèo cỡ nào cũng không cần than thở gì cả. Than chi? Than cũng không ai cho mình hết á. Than làm gì? Nó, nghèo còn không than, không chi giàu mà than. Nó còn giàu mà đi đâu cũng mang cục than theo là biết rồi. Biết keo như kẹo kéo rồi, nên đi đâu cũng than. Hiểu không? Nên từ nơi đó. Bây giờ các con vô đây ở, các con có bao giờ thấy những đức than với các con không? Chưa bao giờ những đức than với con. Mà than với con có cho tiền những đức đâu mà than làm gì? Phải chi than mà ta cho tiền thì cũng nên than. Còn than ta không cho còn cắt nữa, than làm gì? Mà than mới không làm cho tâm trạng người ta nặng nề nữa. Mình lo cho người ta mà mình còn than thở làm chi? Bây giờ các con vô đây có bao giờ những đức lo cho các con mà những đức nói một câu rằng tôi lo cho các người nhiều vậy đó, nghe các người phải trả ơn cho tôi cái này kia. Các con có nghe những đức nói không? Tại vì sao? Nếu lo cho người ta mà nói gì thì có dụng ý. Bây giờ tất cả những người làm cha làm mẹ phải tập hoàn toàn lại cái cách nuôi con, dạy con là tuyệt đối không bao giờ chúng ta nói rằng sau này con nuôi cha mẹ. Nhưng mà cái tâm trạng của người làm cha làm mẹ sanh con và nuôi con không lớn. Cha mẹ chỉ mong làm sao dạy con nên người, sau này con có thể làm những việc lợi ích cho tất cả những người khác đi. Tấm lòng của cha mẹ nghĩ rằng con sẽ làm được những việc lợi ích cho người ta. Còn đối với cha mẹ tùy con suy nghĩ. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, con mình lo việc cho xã hội, cho đất nước, cho làm việc thiện tốt đẹp, vậy thì làm sao cha con mình không thương cha mẹ? Chắc chắn là con mình sẽ thương cha mẹ. Còn nếu như bây giờ mình kêu con mình thương mình, mà nếu nó không thương mình thì đối với xã hội, đối với mọi người nhất định nó coi như cỏ rác là 100%. Nên khi con đi học, chúng ta đừng đặt lý do là năm nay cha mẹ bỏ tiền rất nhiều, con mới học làm sao được điểm 10. Đừng bao giờ có cái lý luận tư tưởng này. Mà để cho con phải phát huy năng lực của con sẽ tự cố gắng. Tất cả các cháu đều có một cái tâm cầu tiến. Chứ đừng bao giờ tạo cho các cháu áp lực vì cái sự cầu tiến đó. Như vậy thì con rất thích gần cha mẹ. Vì sao con khi lớn khôn lại không chịu gần cha mẹ, mà con còn nhỏ luôn luôn ở bên cạnh cha mẹ, mà khi lớn lên thì không chịu ở bên cạnh cha mẹ? Vì lúc con còn nhỏ cha mẹ không có dụng ý đối với con, nên con lúc nào cũng thích gần cha gần mẹ. Nhưng con khi lớn lên thì cha mẹ lại nêu những lý luận rằng con phải như vậy, con phải như vậy, con phải như vậy, nhiều cái như vậy, nên con nặng nề nên tránh xa cha mẹ. Chứ có con nào mà chịu xa cha mẹ đâu. Thí dụ như các cháu nó rất là thích những đức, nó thiệt. Có nghĩa là lúc nào nó cũng rất là thích gần gũi những đức. Vì sao? Vì những đức không bao giờ tạo một cái áp lực gì cho các cháu cả. Vô đây những đức không bao giờ tạo một cái áp lực gì cho các cháu. Vì sao? Hiểu rồi. Ngày xưa mình hướng dẫn các cháu còn có áp lực nha. Còn bây giờ càng ngày những đức hiểu rồi. Con người mình không bao giờ muốn người ta áp lực cho mình. Như vậy thì mình đừng bao giờ áp lực cho người khác. Hãy để cho người ta phát huy, hãy đem tư tưởng chia sẻ cho người ta nghe. Để mỗi một con người tự phát huy với năng lực của họ. Thí dụ như con người chúng ta như bàn tay, có ngón dài ngón ngắn. Có người thì có sức mạnh vác được 100 kg, nhưng có người vác 60, có người vác 70, có người vác 50, 40. Thì khả năng vác bao nhiêu thì cái chân thật vác bao nhiêu. Đó cũng là một tư tưởng đặc biệt để cho mỗi một con người khi gặp nhau sống được vui vẻ và tự tại. Nó nên từ hôm nay cái học tập của chúng ta là không phải một đề tài nữa. Lúc trước chúng ta gặp nhau là thứ bảy cứ học tập đạo làm con, hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo. Nó bị câu thông bởi một cái văn tự, nó bị câu thúc một cái văn tự đó. Ở cuối cùng chúng ta cứ là dồn nén ngay chỗ đó hoài. Viết mà các cháu cảm thấy các cháu nó bị sợ. Bây giờ chưa có làm được hiếu với cha mẹ, mà từng nào thầy cứ nói hoài thấy nặng quá. Thà bây giờ những đức học tập, những đức chuyển xây tư tưởng. Chuyển xây tư tưởng, chuyển xây làm sao mà quy về cái chỗ hiếu mà các con làm được. Chứ không có để cho các con bị áp lực hay cái chỗ hiếu với cha mẹ, phải hiếu với cha mẹ. Rồi có khi chúng ta cũng không hiểu hiếu là như thế nào, phải hiếu làm sao đó. Nên từ nơi đó mà bây giờ chúng ta phải cho các cháu một cái nhân sinh sống cho đặc biệt, để cái tâm trạng các cháu mở rộng ra, để mà các cháu đừng làm những việc cho cha mẹ buồn lòng. Còn lỡ làm cho cha mẹ buồn lòng thì nên xây dựng và sửa lại. Như vậy thì các cháu tự nhiên sẽ thích thú cái buổi học tập này và thấy nó sống động và vui vẻ. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả cha mẹ các cháu đang ngồi đây, và các cháu thân tâm ai cũng thường an lạc, sống thường vui, luôn luôn có nụ cười. Con người có thể sống, chúng ta có thể phấn đấu, nhưng không bao giờ chúng ta bị tích cực trong cái phấn đấu đó. Và luôn luôn tích cực sống chứ không bao giờ bị tiêu cực buộc ràng.
Như vậy thì cái niềm vui của cuộc đời chúng ta rất là lớn, và luôn luôn có niềm vui của ngày hôm nay, chứ không có nghĩ rằng 20 năm sau mới vui. Đừng bao giờ nghĩ rằng bây giờ đi học để tương lai ra trường có việc làm mới vui. Không, bây giờ đã vui rồi, bây giờ đang học tiểu học đã vui rồi. Vui của ngày hôm nay thì nhất định khi ra trường sẽ có sự nghiệp thật sự 100%. Chúc các con an lạc. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta học tập còn 5 phút nữa, 8 giờ thôi, chúng ta nghỉ tới đây thôi, để cho các con khi hồi hướng xong hết á, chúng ta ra ngoài các con được ngồi ăn uống chung với đại chúng trong chùa. Chứ nếu như lễ Phật thì 15 phút nữa trễ các con quá. Còn bữa nào mình thấy thời gian học sớm một chút thì mình sẽ lễ Phật 15 phút. Nó không bị câu thúc, bị văn tự buộc luôn. Chúng ta có thể lưu động nghe các con. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mỗi từng lớp đạo làm con chúng ta học tập xong thì các con được dự cái lễ phóng sanh. Các con biết rằng cái công đức phóng sanh lớn lắm. Có nhiều cháu sinh ra đời nuôi khó, bệnh hoạn, eo ọt khó nuôi, ốm ho gầy mòn, hoặc là lùn, hoặc là nhỏ con. Nhưng nhờ biết niệm Phật, rồi biết nghe lớp đạo làm con, rồi chuyển được cái nghiệp, và nhất là cái công đức phóng sanh này, nó chuyển cái nghiệp quả cho các cháu luôn. Sau này tự nhiên lớn lên cao ráo đẹp trai, hoặc là đẹp gái nha. Cái công đức phóng sanh nó hay lắm, vì mình mang một cái tâm từ bi. Nên tất cả các cháu nhỏ nhớ nè, một con ruồi, một con muỗi, một con kiến cũng không được giết nghe chưa. Tại vì mình muốn sống cũng như nó cũng muốn sống. Nên tuyệt đối chúng ta không có diệt ruồi, diệt muỗi, diệt kiến, mà chúng ta phải sống tự nhiên để cho nó được sống. Đó là mang tâm từ bi thì các con có phước duyên rất là lớn. Hôm nay những con chim này cũng như là nó đang ở trong lòng, như là nó đang bị ở tù. Cũng như mình ở tù mà ai thả mình ra mình mừng dữ lắm. Bây giờ mình quy y Phật, quy y Pháp, quy tăng cho những con chim này xong mà mình thả nó mừng, nó cảm ơn mình nhiều dữ lắm các con. Nên từ nơi đó mà tất cả các con được dự lễ phóng sanh là phát lên một cái tâm từ bi và nguyện tâm bảo gia hộ cho tất cả các cháu nghiệp chướng tiêu trừ và phát bồ đề tâm biết niệm Phật. Và từ nơi còn nhỏ biết niệm Phật mà nghiệp chướng các cháu tiêu hết, phước duyên tăng trưởng, đứa nào cũng vui vẻ, hoan hỷ và luôn luôn biết nghe lời cha mẹ và sống tốt đẹp, hòa thuận với anh em, gia đình các cháu luôn luôn được hạnh phúc. Chúng ta quy cho những con chim xong mình thả. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Bây giờ mình niệm Phật vỗ tay thả chim này các con. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mấy bé ở xa, khi các con về thì mỗi tuần thứ bảy các con cũng coi trực tiếp được nha các con. Rồi tùy duyên mình coi thì cũng có phúc duyên nha. Chúc các con an lạc. A Di Đà Phật.